Trung tâm thành phố Cao Bằng, thành phố trẻ đang phát triển mạnh mẽ với nhiều đổi thay nhanh chóng. Đường phố về đêm luôn rực sáng những ánh đèn, các dịch vụ nhà hàng dọc theo tuyến đường nội ô và dòng người nối nhau thể hiện dáng dấp đô thị văn minh hiện đại. Nhưng cho dù hiện đại, văn minh, mỗi người dân Cao Bằng luôn hướng về nguồn cội, hướng về nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử dân tộc. Từ thời Hậu Lê, thành phố Cao Bằng ngày nay có tên gọi là Mục Mã và trở thành trấn lỵ của trấn Cao Bằng. Năm 1831, trấn Cao Bằng được đổi thành tỉnh Cao Bằng và trấn lỵ thành tỉnh lỵ. Sau năm 1945, tỉnh lỵ được đổi tên là thị xã Cao Bằng. Từ năm 1954, thị xã Cao Bằng luôn có sự thay đổi. Từ năm 1954 đến năm 1971, thị xã bao gồm toàn bộ phường Hợp Giang ngày nay và có các phố ngoại thị như phố Tam Trung, phố Thanh Sơn, phố Nà Phía, Tân An. Từ năm 1971 đến năm 1982, thị xã Cao Bằng được mở rộng, một số xã của huyện Hòa An sáp nhập vào thị xã. Từ năm 1982 đến năm 1994, các đơn vị hành chính được thay đổi tên gọi, các tiểu khu gọi là phường. Thị xã được mở rộng với 7 đơn vị hành chính xã phường, nhưng địa giới hành chính chưa rõ ràng, chủ yếu là theo hộ khẩu, theo tính chất nghề nghiệp của người dân. Nếu phi nông nghiệp là công dân của phường, còn làm nghề nông là nông dân của xã. Từ năm 1994 đến năm 2000, toàn bộ thị xã có 7 đơn vị phường xã và có địa giới rõ ràng. Thị xã Cao Bằng xưa nhỏ hẹp, nằm trong lòng máng trũng, là nơi giao lưu của các con sông, sông Bằng, sông Hiến, sông Cùn, còn gọi là suối Cùn. Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Chính phủ ra nghị quyết số 60 NQCP về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng. Thành phố Cao Bằng có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường, Đề Thám, Diệp Trung, Hòa Trung, Hợp Giang, Ngọc Xuân, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang và 3 xã Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang. Lịch sử hình thành thành phố Cao Bằng ngày nay, sau khi nhà Lê Trịnh đánh dẹp nhà Mạc ở Cao Bằng năm 1677, chính quyền phong kiến cho xây dựng phố Mục Mã, tức phường Hợp Giang ngày nay, là bán đảo rộng hơn 1 km2, có 3 phía giáp sông thành trấn tỉnh lỵ và chuyển các dinh sở về đây, lấy Mục Mã làm trung tâm quản lý hành chính và trấn thủ quân sự. Thế kỷ 18-19, Triều Lê và Triều Nguyễn đã xây hai thành cổ bằng đất đắp để phòng thủ quân sự. Khi còn là phủ Cao Bằng, nhà Lê đã cho xây thành Mục Mã trấn dinh, còn gọi là Cao Bằng trấn thành, hình đế dày bằng đất, đắp từ đỉnh dạp ngoài trời hiện nay đến phố nước giáp, chu vi hơn 1 cây số, có 7 cổng ra vào. Phố cũ ở ngoài thành gọi là phố Tam Quan vì tiếp giáp với 3 cổng ra vào thành. Thời gian đầu, người dân đến sinh sống lập nghiệp ở hai bên bờ sông Hiến, gọi là phố Mục Mã, phố cũ. Quan lại dưới xuôi lên nhậm chức có kỳ hạn ở phố Cam Mỹ, nay gọi là phố Vườn Cam và phố Nước Giáp. Các tư sản người Pháp, người Hoa Kiều ở thị xã nhận thấy vùng này là đầu mối của các đường giao thông, đầu mối của việc trao đổi hàng hóa, dân cư và kinh tế phát triển, cho nên người ta chọn nơi đó làm nơi cư ngụ và dần hình thành cả một trung tâm buôn bán. Họ nhanh chóng mở rộng kinh doanh thương mại, vận tải và dịch vụ, xây dựng khách sạn, sòng bạc, rạp chiếu bóng, khu giải trí vui chơi hay còn gọi là xét để thu lợi nhuận. Giao thương tấp nập trên bến dưới thuyền ở sông Bằng Giang nên được gọi là phố Lương Mã, phố Thầu. Chữ Thầu ở đây theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là đầu, tức là phố đầu tiên người Hoa đến ở, nay là phố Kim Đồng. Đến Triều Nguyễn, thành Mục Mã trấn dinh được thay bằng thành Cao Bằng tỉnh thành nhỏ hơn. Tháng 8 năm Quý Tỵ 1833, Nông Văn Vân, một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống nhà Nguyễn của các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, Việt Nam, đem quân vây hãm và đánh chiếm được tỉnh thành Cao Bằng. 3 viên quan đầu tỉnh vì thất thủ đã tự vẫn. Cuối năm 1834, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ xây quốc miếu Tam Trung ở bờ sông phố Lương Mã, thờ 3 viên quan trung quân với triều đình là Phạm Đình Trạc, Bùi Tăng Huy và Phạm Văn Lưu. Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta năm 1858, Cao Bằng bị Pháp đánh chiếm, phố Mục Mã vẫn là trung tâm hành chính. Năm 1915, thực dân Pháp cho xây cầu sông Hiến.
Năm 1940, xây cầu sông Bằng và xây pháo đài kiên cố lớn nhất Đông Dương trên đồi Khao Cáu, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để chống lại sự thôn tính của phát xít Nhật và âm mưu chiếm đóng lâu dài nước ta. Để củng cố chính quyền ngay từ cấp cơ sở, trong kháng chiến, các phố đã được đổi tên và phố Thầu cũng được đổi tên là khu Trần Quốc Tuấn. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, lệnh khởi nghĩa của Trung ương Đảng và quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc từ chiến khu được truyền đi khắp cả nước. Các cơ sở cách mạng như Nước Giáp, Vườn Cam, Phố Thầu đã khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Truyền đơn cách mạng được chuyển vào nội thị. Có thể nói ngày 21 và 22 tháng 8 năm 1945 là ngày hội cách mạng sôi nổi nhất của quần chúng tại thị xã. Ta đã giành được chính quyền hợp pháp của tỉnh. Ngày 1 tháng 6 năm 1946, nhân dân các khu phố đã nô nức tham gia bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp đầu tiên. Đây là một đòn mạnh đánh vào âm mưu của bọn phản động nhằm chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, hòng lật đổ chính quyền non trẻ của ta. Ngày nay, dù đã được đổi tên là phố Kim Đồng, nhưng cái tên phố Thầu đã in sâu trong tâm trí của người dân thành phố và có nhiều thay đổi. Đổi thay là tất yếu, song trong nhịp điệu, nếp sống của người dân khu phố vẫn cho người ta cảm nhận về cái hồn cốt phố nghề buôn bán xưa. Đến nay, thành phố có 23 đường phố đã được gắn biển, trong đó gồm 8 đường và 15 phố mới và cũ. Mỗi tên đường phố mang dấu ấn lịch sử, mang tên những người con ưu tú của thành phố trong và ngoài tỉnh như Hoàng Đình Dòng, Hoàng Như, Hồng Việt, Bế Văn Đàn, Xuân Trường, Nguyễn Du, Lê Lợi. Thành phố Cao Bằng hiện là đô thị loại 3, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục chính trị của tỉnh Cao Bằng và là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Bắc. Những công trình, những góc phố đang đổi thay từng ngày, nhiều di tích vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy tốt giá trị. Trải qua thời gian, thành phố vẫn giữ trong mình những giá trị rất riêng, không giống bất cứ nơi đâu.